Tuấn xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lá gạch nha. Đây là cái cách cán nền ướt nha anh em. Thì có nhiều anh chị em hỏi Tuấn á, cán cái này á thì bao nhiêu thùng? Thì cán cái này thì mấy anh em á trộn nó như hồ anh em tô vậy nha. Một bao xi măng thì anh em trộn là 10 thùng B nha, anh em lượng 10 thùng B trộn nha. Thì anh em trộn bằng máy trộn cho nó điều hồ nha anh em. 10 thùng B như anh em tô trát vậy nha. Một bao xi 10 thùng. Thì cán nền ướt này á thì anh em sẽ đóng chết nha, lát nền chết nha. Anh em khi anh em lát gạch á thì sẽ lát để qua một ngày một đêm nha. Thì cái cán cái nền ướt này á, cán hủ ướt á thì nó sẽ đảm bảo cái hồ của mình nha. Nó sẽ đủ nước nha anh em, nó không có xài hồ khô nha. Sau này cái nền của mình nó không có bị bong tróc nha anh em. Độ kết dính của nó rất là ok. Thứ nhất thì khi anh em cán nền ướt á thì nó sẽ hơi cực. À, cán nền ướt này nó sẽ đảm bảo hơn. Thứ nhất là hồ của anh em nó sẽ dẻ đi, dẻ hơn khi anh em cán truyền thống anh em làm hồ ráo. Có nhiều chỗ người ta làm hồ ráo thì người ta ấy hồ khô, người ta lát liền á, đóng liền á, lát cặp liền á thì người ta sẽ làm vậy. Nhiều chỗ thì người ta làm hồ ráo người ta đâm sơ ở trên thì khi anh em đi vô nó sẽ lúng, cái nền nó sẽ lúng nha. Còn cái này á thì nó sẽ dẻ hồ luôn, khi mà anh em cán là nước nó sẽ dẻ hồ luôn nha. Thì nếu mà anh em kỹ á thì anh em cán kỹ á thì thôi, còn mà nếu mà anh em cán mà thấy nó chưa có chuẩn á thì khoảng cỡ 3 cho tới 4 tiếng sau anh em thấy cái hồ nó ráo mặt thì vô anh em gạt thước lại nha. Thì ngày mai mình lát cho nó khỏe nha, nó sẽ thẳng cái nền lại nha anh em. Còn mà anh em cán chuẩn thì thôi, thì nó sẽ bị co giật ở chính giữa thì nó rất là ít. Còn mà anh em kỹ nữa thì anh em vô anh em gạt sơ lại thì nó sẽ thẳng cái nền của mình lại nha. Khi anh em cán nền này á, anh em chừa lại lát gạch á là 1 phân rưỡi nha anh em. 1 phân rưỡi hoặc 1 phân 3 thì anh em cứ chừa lại 1 phân rưỡi là ok. Viên gạch 1 phân và 5 ly hồ dầu hoặc 3 ly hồ dầu là ok nha. Đây anh em trộn hồ bằng cái cối trộn nha anh em, thì nó sẽ điều hồ nha. Thì cái đội thợ của bên Tuấn là đội thợ những anh em ốp lát chung cư cao ốc không à. Và khi nhận ở công trình nhà phố á, thì Tuấn sẽ nhận, Tuấn làm sẽ y khuôn. Đa số là Tuấn làm theo yêu cầu chủ nhà thôi. Muốn mà chất lượng cao nhất á, thì Tuấn sẽ làm y như cao ốc luôn. Thì đa số 10 nhà ở ngoài tư Tuấn nhận hết là khoảng là 10 nhà là chủ nhà người ta rất là kỹ rồi. Thì anh em nào mà đã theo dõi Tuấn những cái video á thì anh em cũng đã thấy Tuấn bên đội bên Tuấn á rồi, làm chuyên cao ốc chung cư chuyên ốp lát nha anh em. Thì anh em nào mà có chưa có xem những cái video hướng dẫn ốp lát á ở dự án chung cư cao ốc á thì anh em cứ bấm từ khóa xây dựng ốp lát gạch xem từ tập 1 lên nha. Tuấn chia sẻ rất là nhiều video cách ốp lát không quên chớp, cách ốp lát không bọp, cách xây và tô đắp hồ chỉ đồ, Tuấn đã chia sẻ rất là nhiều. Anh em cứ xem từ tập 1 lên là anh em sẽ hiểu cái công thức làm nha. Thì đây là cái tập, đây là tập 600 mấy rồi nha anh em. Những công thức làm á Tuấn hướng dẫn á Tuấn chia sẻ rất là nhiều, thì anh em cứ bấm xem lên dần dần nha. Đây thì anh em cán xong rồi để qua ngày thì anh em lát gạch thôi nha. Đây là cái máng kéo răng cưa là anh em Tuấn kéo ra kéo vô được nha anh em. Anh em xài gạch từ 600 cho tới 1 mét anh em vẫn xài được nha. Thì anh em nào mà có đặt hàng máng kéo răng cưa, bay răng cưa, bàn đẩy gạch hiệu Ryobi, máy laser, kê cân bằng, con đội gạch, thước đo lỗ khoan ống nước thì cứ liên hệ số điện thoại bên Tuấn nha. 0377007661, Tuấn ship code toàn quốc nha anh em. Cái răng cưa này Tuấn cũng đã, cái máng răng cưa này Tuấn đã giới thiệu những cái video trước rồi nha, anh em cứ bấm lại xem nha. Thì hôm nay Tuấn sẽ nói sơ lại nha. Cái máng kéo răng cưa khi anh em làm mà cái nền mà anh em chuẩn á thì anh em chỉ cần để sát cái máng thì anh em kéo y như Tuấn vậy đó. Thì khi anh em ép răng cưa lại nó chỉ còn 3 cho tới 5 ly keo hoặc hồ dầu thôi nha. Còn cái nền mà không chuẩn thì anh em nhấc cái máng lên nha. Tại vì Tuấn đã thiết kế cái máng á, anh em làm được từ 3 ly cho tới 8 ly tùy theo nền anh em mà không chuẩn nha. Rồi thì cái phần bình luận của Tuấn tới đây Tuấn xin tạm dừng nha. Tuấn mời anh em xem tiếp video Tuấn lát cái nền này nha. Đây Tuấn lát cái nền này bằng ke cân bằng nha anh em. Rồi Tuấn xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái video mới nhất nha.